con trai 7 tuổi của Đan Trường lên kênh truyền hình lớn ở nước ngoài, chia sẻ một chuyện gây bất ngờ. Mới đây, trên trang Facebook Thủy Tiên, vợ của của Đan Trường hào hứng khoe con trai 7 tuổi được đài truyền hình NBC News của Mỹ mời phỏng vấn, ghi hình. Cô cho biết con trai được mời phỏng vấn về chuỗi thương hiệu bánh ngọt do cậu bé làm chủ. Một điều đặc biệt hơn, Thủy Tiên và Tiên Từ là gia đình duy nhất tại khu vực của đang sinh sống được đài truyền hình này mời phỏng vấn. Một ngày làm việc của ông chủ mà thích Thiên Từ cùng với đài NBC News mẹ của thiên từ chia sẻ trên facebook trong ảnh con trai 7 tuổi của đang trường mặc áo sơ mi trắng lịch sự đeo tạp về chuyển chu cậu bé trông chững chạc cũng như thừa hưởng ghen trội từ bố mẹ về ngoại hình thật vinh hạnh khi bé thiên từ cũng sẽ trực tiếp giới thiệu về chuỗi thương hiệu bánh ngọt mà cậu nhóc làm chủ trong bài phỏng vấn cùng tiên vợ cũ đang trường chia sẻ thêm mẹ của thiên từ hào hứng khi cùng con trai ghi hình phỏng vấn bên dưới bài đăng nhiều người để lại bình luận xuất xoa trước dáng vẻ chững chạc của con trai đang trường cũng như dành lời khen tài không đợi tuổi cho bé thiên từ ngoài dự án về chủ cửa hàng bánh ngọt gần đây thiên từ còn cùng bố chuẩn bị dự án mở quán cà phê dự án sắp tới của chúng tôi là quán cà phê nhé cả nhà cà phê nhưng có đủ mùi hết nha nam ca sĩ từng chia sẻ khi đăng ảnh cùng con trai thiên từ được bố mẹ chăm sóc nuôi dạy chu đáo tuy tuổi còn nhỏ nhưng thiên từ đã có dự án kinh doanh từ vài năm trước Cậu bé có cửa hàng bánh tại Campuchia nhằm tạo việc làm ổn định cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Con trai đang trường đã mở tiệm bánh đầu tiên và được nhiều khách ủng hộ nên cậu bé mở thêm cửa tiệm thứ hai. Trước đó, vào năm 2019, đang trường và Thủy Tiên đã mở công ty cho Thiên Từ, chuyên kinh doanh mặt hàng thời trang, nước hoa, giày dép. Hiện, Thiên Từ sống cùng mẹ ở Mỹ. Cậu bé học hành chăm chỉ, biết được bốn ngôn ngữ là Anh, Việt, Tây Ban Nha và Hoa tuy bố mẹ đã đừng ai nấy đi nhưng thiên từ luôn được cả hai yêu thương hết lòng chăm sóc để không cảm thấy bị thiệt thòi